Tập 30. Thời gian. Để em cố gắng một lần cuối cùng. Không phải em muốn nói với anh về chuyện chia tay. Gia Thành, em muốn nói với anh, em không phải là bạn gái của anh, càng không phải là bạn gái cũ của anh. Bởi vì em là vợ tương lai của anh. Tiểu Giản, anh không xứng đáng để em phải làm thế đâu. Anh chắc chắn sẽ cảm thấy em đang nói linh tinh. Người mà em đang muốn tìm không thể nào là anh. Tại sao lại không thể? Bởi vì người mà em muốn tìm chắc chắn là một người tốt hơn anh, một người có trách nhiệm hơn anh. Không phải như vậy. Cuộc chiến với thời gian này có lẽ kể từ ngày nó bắt đầu đã có kết cục thảm hại rồi. Mình cứ ỷ vào việc mình rất hiểu Gia Thành, muốn tìm mọi cách để bước vào cuộc sống của anh ấy thật nhanh. Mình không muốn để lỡ thời gian, mình chỉ muốn tiến tới thật nhanh. Mình dựa vào đâu để chiến thắng chứ? Thời gian. Cơ thể vốn đã yếu ớt, lại còn phát sốt vì ngắm mưa. Những loại thuốc cần dùng đều đã cho cô ấy dùng rồi, nhưng vẫn không hề hạ sốt. Nếu cứ tiếp tục sốt như vậy, có thể sẽ dẫn tới sốc, làm tổn thương não bộ, một loạt bệnh nguy hiểm như viêm phổi, viêm cơ tim. Bác sĩ, không cần biết tốn bao nhiêu tiền, bất kể dùng cách gì, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tiểu Giản, con tỉnh lại đi, đừng sốt như vậy nữa. Mẹ thực sự sợ lắm. Mẹ sẽ nghe lời con, ra nước ngoài trị liệu. Con tỉnh lại đi, con muốn đưa mẹ đi mà. Tôi có dự cảm không lành. Tôi hiểu con gái tôi, nó đã từ bỏ chính bản thân mình rồi.
Cô à, không phải như vậy đâu. Cô ấy không từ bỏ đâu. Tôi nên nghe lời nó. Tôi nên ra nước ngoài trị liệu. Nếu như tôi không ra nước ngoài thì bây giờ mọi chuyện đã không như vậy. Là tôi đã hại nó. Cô à, cô đừng kích động. Cô đừng nghĩ như vậy. Cháu đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi. Cô cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện tốt nhất. Cô ơi, cô à. Cô Giảng, mình là Tiếu Tiếu đây. Mình đến thăm cậu đây. Cậu tỉnh lại đi được không? Mình sẽ không giận cậu đâu. Cậu cũng đừng giận mình nữa được không? Thời Giảng, cô nhất định phải tỉnh lại. Tôi nói với cô, cô còn 3 bản báo cáo chưa nộp đấy. Thời Giảng, cậu bảo mình đừng đi trượt tuyết, sợ mình xảy ra chuyện. Còn cậu thì sao? Đều là lỗi của mình. Mình không nên nói như vậy. Tôi vừa biết chuyện của cô và Diệp Gia Thành. Vốn dĩ tôi định kéo cậu ta đến đây, nhưng không thấy tâm hơi cậu ta. Mau mau khỏe lại cho tôi, quay về làm việc. Nếu không, tôi sẽ trừ lương của cô. Trình Tử Tùng đã trả lại toàn bộ số cổ phiếu rồi. Anh ấy đồng ý với mình sau này sẽ làm ăn chân chính. Mau hết bệnh đi, nghe thấy không hả? Anh ấy đang ở đâu? Mình còn muốn cậu làm phù dâu cho mình nữa kìa. Tất cả mọi người đều tới, tại sao lại không tới? Người nằm trên giường đáng lẽ là cậu ta, người mà mình nhớ mong nhất, tại sao lại không xuất hiện? Anh ấy thực sự không quan tâm chút nào tới mình sao? Tỉnh lại đi. Anh đến rồi sao? Em biết. Anh nhất định sẽ đến thăm em mà. Dậy đi Tiểu Giảng. Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em mặc một bộ lễ phục dài. Tất cả những ngọn đèn trong phòng đột nhiên mờ đi, những ánh nến cũng đột nhiên trở nên ảm đạm. Đây rốt cuộc là gia thành nào vậy? Nghe thấy tiếng dương cầm của em. Còn mình lại ở thời điểm nào vậy? Đó là lần đầu tiên anh gặp em. Lẽ nào mình trở về tương lai rồi? Anh gặp được em. Em yêu, tỉnh lại đi. Là mơ sao? Mình vẫn còn ở đây, vẫn kẹt trong quá khứ. Thời Giảng, bác sĩ, quá ra đó thực sự chỉ là một giấc mơ. Có phải cô ấy hạ sốt rồi không? Quả thực hạ sốt rồi. Thế này đi, tôi kê cho cô ấy vài loại thuốc. Cảm ơn bác sĩ. Cô không biết đâu, lần này cô sốt rất cao, khiến mọi người đều sợ hãi. Còn chỗ nào không khỏe không? Cô có muốn ăn gì không? Tôi mua cho cô. Mẹ tôi đâu rồi? Mẹ có ổn không? Cô vẫn ổn. Đợi cô khỏe hơn một chút, đợi cô hoàn toàn hồi phục rồi, sẽ đi anh cùng với mẹ cô nhé. Được không? Trận sốt cao này giống như một giấc mơ vậy. Bây giờ tỉnh lại rồi, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi nói này Diệp Gia Thành, mấy ngày nay cậu chạy đi đâu vậy? Điện thoại không nghe, nhắn tin không chịu trả lời. Tôi còn tưởng cậu chết ở đâu rồi. Tôi đi thám hiểm trong núi, không có tín hiệu. Tôi cũng không muốn có tín hiệu. Cậu có biết không?
Thời giãn hai ngày nay ốm thập tử nhất sinh. Cô ấy làm sao? Còn quan tâm mà. Không phải cậu muốn chia tay sao? Bây giờ lo lắng như vậy à? Nghe cách cậu nói thì có vẻ cô ấy không sao rồi. Diệp Gia Thành, cậu đúng là lòng dạ sắt đá. Thời gian đã chờ cậu đến thăm, đợi đến nỗi sốt cao mãi không hạ. May mà tôi còn chưa tới bệnh viện, có đi cũng chẳng giải quyết được gì. Cậu nói gì thế? Không phải trước đây hai người yêu nhau chết đi sống lại sao? Sao lật mặt còn nhanh hơn sách thế? Có chuyện gì vậy? Không nói với cậu nữa. Có nói cậu cũng không hiểu. Sao tôi lại không hiểu chứ? Gia Thành, thời gian sắp cùng mẹ cô ấy đi Anh chữa bệnh rồi. Cô ấy muốn đi Anh sao? Đúng vậy. Đừng trách tôi không nói với cậu. Cậu nổi giận cũng được thôi. Nhưng nếu cứ tiếp tục dằn vặt như vậy thì hai người xong thật rồi. Cô Phương, tuần sau là cô đi Anh chữa bệnh rồi. Chúc cô mọi việc thuận lợi nhé. Thời gian gần đây luôn có cháu chăm sóc cho cô, thật sự cảm ơn cháu. Lúc nào cô mới có thể trở về gặp các cháu đây? Chắc chắn sẽ có ngày đó ạ. Cô nghỉ ngơi trước nhé. Cháu đi trước đây. Cô Phương, cô Phương, cháu nghe nói tuần sau cô sẽ đi Anh chữa bệnh. Nghe được tin này cháu thực sự rất vui, vì cuối cùng cô đã chấp nhận trị liệu rồi. Lần này thời gian không cần phải cuống quýt, cũng không cần phải lo lắng nữa. Cháu cũng tin rằng Dịch tổng sẽ cố gắng hết sức giúp cô tìm bệnh viện tốt nhất, bác sĩ tốt nhất. Có anh ấy, cháu rất yên tâm. Cháu mong sẽ sớm được thấy cô khỏe mạnh trở lại. Cháu biết cháu và thời gian chia tay, đối diện với cháu các cô bực lắm. Bực cháu lúc này tại sao không ở bên cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, mà bỏ rơi cô ấy không màng, rời bỏ cô ấy mà đi, khiến cô ấy đau lòng, khiến cô ấy buồn. Nhưng cháu ở bên cô ấy thì có tác dụng gì? Cháu không những không giúp được cô ấy, cô ấy còn vì cháu mà từ chối sự giúp đỡ của Dịch Bái. Thậm chí còn muốn từ bỏ công việc ở Dịch Mậu. Thực ra cháu cũng biết cô ấy để ý tới cảm xúc của cháu mới quyết định như vậy.
Thực ra trong lòng cô ấy, sức khỏe của cô quan trọng hơn tất thảy. Mà đối với những điều này, cháu lại lực bất tòng tâm. Những thứ cháu có thể dành cho cô ấy, trừ sự an ủi vô nghĩa, thì không còn gì khác. Cháu của bây giờ không có gì hết. Cháu không thể cho thời gian tình yêu mà cô ấy nên có được. So với để cô ấy chịu khổ bên cháu, cháu càng hy vọng cô ấy có thể đi tìm kiếm, chấp nhận một người tốt hơn cháu. Vì vậy cháu mới hạ quyết tâm. Chia tay với cô ấy. Đau một lúc còn hơn đau cả đời. Cháu hy vọng thời gian cô ấy đau càng ngắn càng tốt. Cô Phương, cháu nghĩ chắc cô sẽ không trách cháu phải không? Tạm biệt cô Phương. Xin chào. Cô xem hộ tôi cái nhẫn này. Cửa hàng các cô có không? Xin lỗi, chỗ tôi không có. Được rồi, tôi đi xem nơi khác. Dân. Không phải có sao? Tôi nói không có. Ý cô là mẫu này sao? Đúng vậy. Thật ngại quá thưa cô. Mẫu ngôi sao Anh Quốc này là khách hàng VIP đã đặt từ lâu rồi, chuẩn bị tới lấy. Vậy cô lấy cho tôi thử một lát. Như này không hay lắm, tôi chỉ thử một chút thôi. Cô xem cái nhẫn này tôi đeo vừa in, chi bằng cô bán cho tôi trước đi. Lát sau còn không biết người khách đó có tới lấy không. Điều này thật sự không được. Khách đã trả hết tiền rồi. Theo lý mà nói, tôi còn không được cho cô thử nữa. Vậy cô cũng đặt cho tôi giúp một chiếc đi. Khi nào lấy được? Thật ngại quá. Chuyện này là mẫu giới hạn của nhà thiết kế, toàn thế giới đã bán hết rồi. Mẫu giới hạn thì cũng có thể đặt được chứ. Có phải muốn thêm giá không? Bao nhiêu tiền cô nói đi. Thêm bao nhiêu tiền tôi cũng không có cách nào cả. Chiếc này trên toàn thế giới chỉ có 50 chiếc. Cách thì cũng có thứ con người nghĩ ra thôi. Cô nghĩ thêm xem. Hay là thế này đi, cô đăng ký trước. Nhưng có hay không tôi không đảm bảo. Thật ngại quá. Thật ngại quá. Xin chào, giúp tôi đăng ký. Dân, cô đợi một chút. Chào cô Dịch. Chào cô Dịch, cô đến rồi. Đây. Đây là nhẫn mà cô đã đặt lúc trước. Cô thử đi. Đúng là đẹp quá. Đẹp chứ, vô cùng hợp với cô. Phải rồi, cửa tiệm chúng tôi mới ra mẫu mới. Hay là tôi lấy cho cô xem nhé. Được. Cô Tống, chúng ta quen nhau sao? Tôi biết cô. Cô không biết tôi. Xin chào. Tôi là Dịch Bích Nhã. Từ
Tôi muốn đến Thâm Quyến. Đến Thâm Quyến làm gì? Cậu còn nhớ Thâm Quyến có một đàn anh lớn hơn chúng ta là Tôn Sư Ca không? Anh ấy bên đó có một văn phòng, muốn tôi tới đó giúp anh ấy. Cậu đến chỗ anh ấy không bằng ở lại chỗ tôi. Không phải anh ấy mới mở sao? Tôi tới chỗ đó điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cậu có tâm trạng gì? Cậu có gì mà điều chỉnh chứ? Cậu... Nơi này của anh quả thực không tệ. Anh muốn bỏ chỗ này đến nơi khác sống thật sao? Dịch Khâm Đông tìm tôi nói chuyện rồi. Anh ta muốn tôi gia nhập bất động sản Dịch Đông. Vậy tôi đoán anh chưa đồng ý phải không? Anh sẽ không làm việc anh trai tôi đâu. Mắt cô tinh tường thật, lúc nào cũng nhìn thấu được suy nghĩ của tôi. Mâu thuẫn giữa anh tôi và Tiểu Bái là chuyện rõ mồn một. Sau chuyện của Thành Rang, anh đã đứng về bên Tiểu Bái, bên trong còn kẹp thêm một thời gian. Nếu anh lại nhanh chóng nhảy đến trận doanh của đối phương như vậy mà đồng ý với anh tôi, tôi ngược lại thấy kỳ lạ hơn. Tôi không muốn tham gia vào cuộc chiến giữa hai vị giám đốc Dịch. Tôi chỉ muốn làm tốt thiết kế của mình. Đây chính là điều mà tôi muốn nói với anh. Anh chỉ cần chuyên tâm làm việc của mình, việc khác đều không cần nghĩ ngợi. Ông trời cho anh một cơ hội thi triển tài hoa, có biết bao người mong mỏi còn không được. Lẽ nào anh thật sự muốn từ bỏ sao? Có phải đáng tiếc quá không? Đương nhiên, thực hiện mơ ước cả đời của anh, không phụ tài hoa của anh là phải hy sinh. Nhưng tôi thấy những gì anh hy sinh hiện giờ còn lâu mới đủ. Dịch Đông chỉ là một cái bàn nhảy của anh. Đường tương lai của anh sẽ còn rộng, xa hơn, dài hơn. Nếu như anh không thấy được điểm này, vậy thì đường của anh chỉ có thể đến đây thôi. Bản quyền của Linh Điểu bây giờ trong tay Dịch Đông. Tôi không muốn nói nhiều như Dịch Đông tốn biết bao nhiêu tâm tư lấy được bản quyền từ tay bạn gái cũ của anh về tay mình. Tôi chỉ muốn hỏi anh, có phải anh định từ bỏ hoàn toàn Linh Điểu không? Được, tôi cho anh thời gian suy nghĩ. Nhưng mà chỉ có 3 ngày thôi. 3 ngày sau anh phải cho tôi đáp án. Nếu không chúng tôi sẽ giao cho nhà thiết kế khác làm. Nghĩ cho kỹ đi. Nếu không, không còn cơ hội nữa đâu. Giám đốc Dịch, hai anh tiện tới đây thôi. Tiếp theo thì tôi và thời gian tự liệu là được. Cô Phương, sau khi cô xuống máy bay sẽ có người đón hai người. Bệnh viện và bác sĩ đã sắp xếp xong rồi. Cô chỉ cần phụ trách an tâm dưỡng bệnh là được. Thật là giám đốc Dịch khiến anh vất vả rồi. Cô khách sáo rồi. Thời gian, đưa cô Phương qua bên đó, đợi sắp xếp xong tôi sẽ tìm hai người. Tôi chăm sóc mẹ mình là được rồi, không cần đâu giám đốc Dịch. Sau khi đến nơi, nhớ nhắn tin cho tôi. Cảm ơn. Bye bye. Đi đường cẩn thận. Bye bye. Lần này tới anh, đường đi xa xôi. Sau khi lên máy bay, phải ngủ một giấc cho tốt. Thời gian. Mẹ vào trước đây.
Anh đừng nói với em anh tình cờ đến sân bay nhé. Vậy nghĩ là anh đến tiễn em sao? Tại sao còn tới tiễn em chứ? Không phải đã chia tay rồi sao? Sức khỏe ổn hoàn toàn rồi chứ? Anh còn quan tâm sao? Sao lại bệnh nặng như vậy? Cơ thể không chịu đựng nổi liền quỵ đi, giống như điện thoại sập nguồn vậy. Chẳng có gì to tát cả, khởi động lại là không sao. Sau khi đến Anh, chăm sóc cô cho tốt, cũng chăm sóc bản thân cho tốt. Anh vẫn quan tâm em phải không? Anh không nói em cũng biết. Nếu bây giờ anh vẫn chưa chắc chắn là yêu hay thích em, vậy trước khi anh yêu em, có thể đừng thích người khác không? Cho nên anh đến đây là muốn trả lại cái này cho em sao? Tiền cọc này ở chỗ anh đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Với lại để ở chỗ anh cũng không thích hợp. Bây giờ anh trả nó cho em, như vậy anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi trả cho em, anh có thể tiếp tục thích người khác rồi phải không? Anh không muốn thích bất kỳ ai nữa. Anh thực sự không muốn biết dãy điện thoại ở trên rốt cuộc là có ý nghĩa gì sao? Vậy bây giờ anh đến là muốn nói lời tạm biệt hoàn toàn với em phải không? Cái này em không cần. Những thứ tặng anh em cũng không cần lấy lại. Em rất muốn nói cho anh ký ức anh dành cho em như không khí luôn ở bên. Khi em nhắm mắt lại, bóng hình khuất xa của anh vượt qua cả vui buồn dũng cảm. Thời gian đều biết mỗi dấu hỏi của nó là vì chúng ta quá trẻ, luôn phải chạy đua. Thời gian đều biết mỗi sự dày dò của nó là vì chúng ta muốn biết kết cục có tốt đẹp không. Nếu gặp lại lần nữa, em sẽ cố hết sức từ từ lại gần, hít thở nhẹ nhàng như cá bơi trong nước. Em muốn thời gian để lại cho em sự yên lặng của mây, sự nghịch ngợm của gió, và cùng anh ngắm thời gian thay mùa. Mấy ngày không gặp, thần sắc đã tốt hơn nhiều rồi. Khi đó thảm quá, gần như có thể dùng không còn nhân sắc để hình dung. Gì mà quá lời vậy? Thời giảng, nghe nói việc chữa trị của cô Phương rất có tác dụng. Tình hình đã ổn rồi.
Không thì sao tôi có thể yên tâm quay về? Nhưng mà vẫn phải tiếp tục quan sát. Cô yên tâm đi, bệnh tình của cô Phương nhất định sẽ ổn thôi. Đúng rồi, hôm nay là bữa tiệc của lão gia Dịch. Giám đốc Dịch đã đi chuẩn bị từ sớm rồi. Lần này anh ấy và cô Dịch cùng chuẩn bị, tốn rất nhiều công sức. Vậy chúng ta qua đó luôn sao? Đương nhiên. Sau ghế có một bộ lễ phục, để cho bữa tiệc lần này. Giám đốc Dịch đã bảo tôi chuẩn bị cho cô. Không ai nói với tôi Diệp Gia Thành sẽ ở đây. Tại sao anh ấy lại ở đây? Đây là giám đốc Lưu. Hân hạnh, rất hân hạnh. Sao Gia Thành lại ở cùng Diệp Khâm Đông? Hôm nay cô xinh đẹp nhất. Mọi người đều yêu thích cô. Tôi biết cô muốn hỏi gì. Gia Thành tại sao ở cùng Dịch Khâm Đông? Dịch Khâm Đông thành lập công ty địa ốc Dịch Đông, có được bản quyền của Linh Điểu. Sau khi Diệp Gia Thành vào, cả thiết kế lẫn thi công đều là hạng mục đầu tiên của địa ốc Dịch Đông. Cho nên đây là việc xảy ra trong vài tháng gần đây. Lúc cô ở London với mẹ cô, tôi không muốn để cô phân tâm nên không nói với cô. Vậy Gia Thành tại sao đồng ý giúp Dịch Khâm Đông? Thực ra rất đơn giản. Linh Điểu do Dịch Gia Thành thiết kế, cậu ta muốn thực hiện nó. Đây hoàn toàn có thể hiểu được. Còn về việc làm cho ai không quan trọng. Ít nhất dưới tay Dịch Khâm Đông, cậu ấy có thể tự do làm việc. Nếu dưới tay Tống Hiểu Kinh thì lãng phí quá. Nếu cô đứng ở góc độ này, cô sẽ không thấy ngạc nhiên lựa chọn của Dịch Gia Thành. Dịch Khâm Đông không ngờ lại có thể thuyết phục Tống Hiểu Kinh và viện trưởng Tống nhận lại bản quyền Linh Điểu. Cô tôi thông minh hơn chú tôi nhiều, có thể biến điều mục nát thành điều thần kỳ. Vậy ý anh là cô Dịch cũng tham gia vào việc này? Thậm chí cô ấy rất có hứng thú với Diệp Gia Thành. Chỉ là Diệp Gia Thành không nhìn ra. Có phải cô cảm thấy mình lại có thêm tình địch không? Tôi và anh ấy chia tay rồi. Ai thích anh ấy, anh ấy thích ai, tôi không liên quan. Vậy tôi phải giúp cô ấy có được Diệp Gia Thành nhỉ? Anh lại đùa rồi. Thời gian, cuối cùng cô cũng về rồi. Hai người nói chuyện đi. Thấy chưa, cố ý trốn tránh tôi. Dạo này thế nào? Sau khi đi London, chẳng có tin tức gì của cô. Sức khỏe mẹ cô thế nào rồi? Rất tốt. Hơn nữa việc chữa trị có hiệu quả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có sự giúp đỡ của giám đốc Dịch, tôi khó mà tưởng tượng bây giờ tình hình ra sao. Đối với anh Dịch Bái, đây chỉ là chuyện nhỏ mà. Hơn nữa, nếu anh ấy không để ý, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Cảm ơn Văn Văn. Tối nay, trong buổi tiệc mừng thọ của ông ngoại, hai gia đình chúng tôi quyết định ngày tổ chức đám cưới. Thật không? Chúc mừng cô. Cuối cùng cô cũng chốt hạ với giám đốc Dịch. Có chốt hạ được hay không vẫn chưa chắc. Sao lại nói vậy? Tôi cảm thấy lần này anh Dịch Bái hình như có thay đổi, không giống như xưa. Thay đổi thế nào? Trước khi anh ấy không đủ kiên nhẫn với tôi, chốc chốc lại mắng tôi. Nhưng lần này anh ấy về, anh ấy trở nên rất tốt, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng với tôi. Dù tôi có bừa bãi thế nào, làm loạn ra sao, anh ấy đều rất bình tĩnh với tôi. Cô, anh ấy rất tốt với cô nên vui mới phải. Huống hồ, cô là vợ tương lai của anh ấy tốt với cô là điều đương nhiên. Tính cách của giám đốc Dịch, cô còn không biết sao? Anh ấy càng đối xử tốt với một người như thế nào thì đã rõ. Anh ấy càng coi đối phương như khách hàng vậy. Chỉ cần tôi nhắc chuyện kết hôn là anh ấy lại đánh trống lảng. Như còn chưa nói rõ vấn đề sao? Thời gian, anh ấy có đối tượng hẹn hò nào khác không? Hoặc là anh ấy có yêu ai khác không? Tôi điều tra một vòng, không phát hiện ra điều gì cả. Nhân vật khả nghi. Ngoài Trương Khải ra, cô là người thân cận nhất với anh ấy. Nên chuyện này tôi chỉ có thể hỏi cô. Thời giảng, cô với tôi cùng một hội, cô là bạn tốt của tôi, cô phải làm tay mắt cho tôi, hiểu không? Được rồi, đừng nghĩ linh tinh. Vui lên đi chứ. Thực ra thì dù Dịch Bái có hẹn hò với người khác hay không, tôi cũng chẳng sợ. Vì cuối cùng anh ấy nhất định là của tôi. Điều này tôi rất tự tin. Sao chuyện đó đã trở thành như vậy? Vậy nên tiến độ phía sau cần tăng tốc hơn. Nói chuyện thế nào rồi? Gia Thành, nơi rất hợp với anh. Lát nữa tới gặp tôi. Gặp một lát là được. Anh nói chuyện đi, tôi qua trước. Đúng. Thời giảng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô. Cô biết chơi đàn piano đúng không? Cô biết chơi đàn piano đúng không? Người chơi piano tôi mời, tự dưng không tới. Cô cứu tôi được không? Được. Lát nữa cô Dịch sẽ đọc bài thơ này. Cô đánh đàn theo nhé. Đây là bản nhạc. Đây là bản nhạc mình chơi lúc mình gặp Dịch Gia Thành. Thời giảng, có vấn đề gì sao? Cô Dịch, lát nữa thời gian sẽ đánh đàn cho cô. Vậy làm phiền cô rồi. Không có gì, tôi đi tiếp khách đây. Cố lên. Hôm nay cô xinh quá. Cảm ơn. Mẹ cô đỡ chưa? Cảm ơn cô Dịch đã quan tâm. Sau này cứ gọi tôi là Bích Nhã. Dịch Gia Thành kể rất nhiều câu chuyện về cô. Tôi không xa lạ gì với cô. Mong là chúng ta có thể làm bạn sau này. Vậy cô chuẩn bị trước đi. Tôi qua đó đây. Gia Thành có nói về mình? Anh ấy nói những gì? Tại sao anh ấy nói với Dịch Bích Nhã? Giữa họ không lẽ đã có chuyện gì rồi sao?